Mọi người hãy uống thuốc giải độc trước đi. Tình hình ở Hỏa Long Cốc rất khó lường. Lát nữa khi đi vào, hãy hành động theo mệnh lệnh. Rõ, rõ. Yên tâm đi, ta sẽ theo sát tỷ, tuyệt đối không xa dù chỉ nửa bước, ta cũng sẽ đi theo muội. Liên quan gì đến Quynh? Ta đi theo đại đương gia là để bảo vệ cho tỷ ấy, còn Quynh đi theo tỷ ấy. Công tử Đông Phương, ngươi cứ lo cho bản thân đi. Lát nữa Quynh hãy đi theo ta, ta sẽ bảo vệ Quynh. Nguyệt Sơn, đường gia của Đồ Sơn có vẻ ghét Quynh lắm đây. Cậu đúng là thông minh quá cơ. Tất nhiên rồi. Người của chúng ta hãy nghe kỹ đây. Lát nữa để mắt đến Đông Phương Lạc cho kỹ vào. Đừng để ai làm Quynh ấy bị thương, kẻo làm liên lụy.